không biết thế nào chứ cái nhà bên cạnh ấy có cái đám tang bé tí thì ti thôi, mà chi phí xong xuôi hết rồi là lời 10 triệu ấy. Thấy lời làm giàu nhanh quá, hôm nay cũng tổ chức rồi không biết có ăn uống gì được không. Nhang đèn lên hết rồi mà không lời, tôi chui vào hòm tôi chết luôn. Mà không biết sao cái nhà bên kia nó ăn ở thế nào mà người ta thương nó thế chứ lị. Từ sáng cho đến chiều khách coi như con lê cứng từ đầu đến cuối. Còn cái gia đình này chả thấy ai đến cả, ăn ở thế nào. Nói nào ngay cũng có một hai người đến đó, nhưng mà vào đây thấy không khí thanh bình quá. Gặp gái đẹp đua đòi ghét thì sao, đi luôn chả cho đồng nào. Thuê hai cái thằng đến khóc mướn mà giờ này nó chưa đến thì khổ thế chứ. Dơ dơ. Nhắc cho đến hàng về này. Hàng về. Dơ 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 dơ. Dơ hàng về. Hàng về. Thắng lại thắng lại. Ông thắng đây, ông thắng này mét mới biểu tôi thắng, ông đột ông thắng chứ. Trời ơi có cái thắng nào đâu mày đưa hai cái chân mày xuống rà coi. Đó rồi. Xong à, cái gì vậy? Hai. Ba, bốn, phải. Vô duyên, như hai con siếc khỉ. Mệt quá. Trời ơi. Mày làm gì mày thở dữ vậy? Mệt. Mày làm gì đâu mệt. Nhớ nhớ nhớ, người ta mệt, người ta nói mệt chứ cái gì nhớ nhớ. Tao chở không, mày có chở miếng nào đâu, mày nói mày mệt, nói mày cái miệng mày nhớ. Cứ như vào chỗ không người ấy, tự dưng mày đâm thẳng vào nhà tao, mày ngồi đó mày thở phì phò như hai con chó cúm ấy. Chả biết thư gửi gì ai. Tôi hẹn các chú mấy giờ? 6 giờ. Thế bây giờ mấy giờ rồi? 11 giờ. Người ta ao rồi còn đến đây làm gì nữa? Ao về. Trời ơi, đi làm mà đồ về gì ông nội. Chị thông cảm, tụi em vừa xong cái show ở Bình Hưng Hòa là chạy lại đây liền á. Dạ, chị biết không, không có dám chạy bộ á. Mướn cái xe xích lô 8.000 bạc chạy 100 cây số giờ á. Đi từ Bình Hưng Hòa về đây có 5 phút à. Trời ơi chị ơi, mà cái đống mơ ác nhân. Ủa tội nghiệp ấy, ngoại kiều về đây mất ở đây luôn hả? Dạ gì ngoại kiều. Đây cái tên ốc nhân ấy, gọi ốc nhân ấy tiếng Anh dịch ra là hành tây ấy phải không? Không phải. Trời ơi tại cái tiếng của cái miền của nó như vậy chị nghe không rõ. Ốc nhân là ác nhân á. Ủa thế ác nhân à? Miền ngoài đấy hả? À. Đám mọn ốc nhân lắm, 4 giờ ông Di Quan, 6 giờ ông mới ra tới ngoài đòn ha. Cái 8 giờ cái chuẩn bị để ông họa rộng, 10 giờ ông mới họa rộng rồi em lồm xô tới 11 giờ cái em quất một cuốc taxi đây à. Cái không có taxi chơi cái này tốn ngòn chạy tới đây. Nam Phúc. Chú dịch tôi cái tôi chẳng nghe gì hết. Dạ em dịch không nổi. Nó làm nguyên là fan em dịch không nổi. Này này nó ăn chân đấy sao ghê. Ê trời để xuống. Dậm gưa. Dậm gưa cái gì dậm gưa. Dạ chị thông cảm. Dạ nói chung là tụi em 3-4 ngày nay không có nào ngủ hết trơn á. À chị thấy không, bốn mắt trắng giả. Hèn gì lúc nó đâm sầm vào nhà tôi tưởng bốn cái giếng di động. Chị nói tắt cười thức đem mát cũng phải thuộc thôi. Thế nhóm mấy chú tên gì? Dạ nhóm em tên là Two Boy Crayren. Hả là gì? Two Boy Crayren. Two Boy Crayren là cái gì? Đã cái tiếng đó mà còn nói tiếng Anh nữa mệt quá. Dạ thu là hơ dạ là hai thu là hơ đó hả, bôi là con trai ha. Cờ rưa là khác á. Dạ cờ rưa là khóc dạ. Ren là mướn dạ. Thu bôi cờ rai đen là hai chàng khóc mướn ha. Ôi mấy chú ấy, bởi tôi nói thật mấy chú chưa có kinh nghiệm nói tiếng nước ngoài. Tiếng nước ngoài á không ai người ta nói hở mồm như mấy chú. Dạ nói phải sang trọng á thì người ta phải túm cái mồm người ta lại. Đấy ví dụ như là nói như ta hiểu ngay thôi. Tôi bơi cờ dây gen. Nói ta hiểu ngay thôi mà nói như vậy là túm lại. Tôi bơi cờ dây gen. Miệng chị nhỏ miệng ảnh nhỏ túm được cái miệng em chót quát đi ra túm. Thì mày ráng mày mai lại bớt đi. Này thế nhóm có nổi tiếng không? Trời chị nói tự ớ, chị nói tự ớ dùng cục liền à. Xin lỗi chị à, nếu không nổi tiếng mát mới chị tới tờ à. Chị muốn tự phải nổi tiếng người ta đồn ta mới tới tờ chị chứ. Đâu có nghe ai đồn. Hôm ấy anh tàu hũ ở gốc me này thấy cái tờ giấy bé tí này dán vào xong thấy tôi voi cái dây gen này tưởng là nước ngoài tổ chức show thế mới gọi cái di động 6 số đấy 4-5 lần mới gặp được các chú đấy. Em dán giấy không ạ? Em vẽ xong cho nó dán á chị. Thế vẫn xài di động 6 số hả? Dạ cái đó không phải di động, dạ đó là di cư.
Ủa là sao? Dạ tại vì tụi em nhận show nhiều lắm, chạy Hà Nội Sài Gòn, chạy miết miết đây nè. Cái xong rồi phải mướn một cái người giữ điện thoại. Rồi một tháng về cua một lần, cô có kêu đốm cháy không thì về đi khác thôi. Dạ. Ủa thế nổi tiếng thế sao không giàu? Sao cái gì cũng thuê mướn, là xe mướn, là điện thoại mướn, quần áo ăn mặc như chị ăn nói tao cười, có tiền mới mướn chứ không có tiền ra mướn. Dạ đúng rồi, mà chị đừng có xem mặt bắt hình dong nha. Cái này là bộ đồ tụi em chạy ngoài đường thôi, chừng nào lên sân khấu một cái là chơi tới chốn luôn á. Dạ thế đợi em mặc đàng hoàng để khách hứa tao vào ăn mặc này chết. Chị xây quan kia để tụi em thay đồ chứ chị dòm hoài sao ngượng chết đi ha. Đúng rồi chị. Thì đương nhiên ta phải quay đi chứ, để đứng đây nhìn mấy chú thay đồ. Không phải, không phải, cái này là giữ gìn sức khỏe cho chị thôi. Sợ chị nhìn thấy tụi em thay đồ cái chị ố á, chị bệnh trái chả. Dạ. Ố là cái gì? Ngộ ghê lắm, mỗi lần mà tụi em thay đồ ai nhìn thấy cái là ói à. Dạ. Đừng dòm nha. Chị thấy xương mà chị mở tiệm phở ra chị ế chị chửi nữa. Đợi chút nha chị. Xong. Trời ơi. Tưởng ba chít boy. Cái này có hờ trích boy thôi. Trời ơi trời. Em chị dễ thương không vậy? Sao kim tuyến lòe loẹt thế? Đám ma đám quải mà này chết rồi. Dạ đó tôi con. Các chú làm này tôi nghi ngờ cái óc thẩm mỹ của các chú quá. Không chị, thế nói, không có chuyên nghiệp. Nói cho chị nghe, cái thứ nhất là khổ đi vòng hoa tốn tiền. Nguyên một giường bông nghệ thuật nằm đây rồi. Chị đúng chưa rồi. Thấy chuyên nghiệp phải không? Bây giờ chị đợi tụi em chút xíu chuyên nghiệp liền nè. Hay. Quá đẹp luôn. Chuyên nghiệp rồi. Tốt. Cảm ơn các chú. Nhưng mà bây đây thì từ từ. Giống Mãn Thanh không chị? Bây giờ hai chú làm cái gì mà nhoi nhoi như hai con giòi ấy, làm sao tôi nói chuyện? Mở màn thì chưa mở màn đã diễn rồi. Thôi bây giờ này, nói qua nói lại khỏi mất lòng, tôi phải thử tài năng các chú thôi. Chứ không thể nào mà giao chứng cho ác được, bỏ tiền bỏ bạc ra phải đâu đó đàng hoàng. Nhớ chuẩn bị tôi thử xem các chú làm được đến đâu. Thấy mày tiền cái con mẹ này nổi sải luôn à. Trời ơi chi mà khó dữ nữa. Alo. Đi làm mà gây lộn hoài vậy ông nội. Alo, đề nghị quý vị khán giả ổn định chỗ ngồi để chương trình ca nhạc chúng tôi xin phép được bắt đầu. Alo, quên, chương trình tang lễ xin phép được bắt đầu. Chuẩn bị này. Tôi múa hả? 1, 2, 3, come on, action. Bây giờ các chú có làm hay không đây? Dạ làm chứ là không làm đang lấy tiền. Lên. Cha ơi. Mỗi ngày nào còn tía tía con. Hơn 20 năm cho nuôi con miết chủng chẳng có tròn. Trừ ngoảnh mẹt lỡ cho nằm trong hồn cho tét thở. Đưa người về nơi giá băng. Nước mắt con chúng lệ rơi. Biết rằng từ đây mất ba. Trên bên con đi mình con. Hey, ba, hôm nay đi về nơi rất xa. Con bơ vơ giữa dòng người qua. Con hãy đón nhau trên đường xa. Thôi, wow. Nếu mà các chú chỉ có dừng lại ở mức độ này thì đây không cần thuê mướn nhé. Cả hai có trong đây luôn này, hai trong một đây, xin lỗi này. Bây giờ này quăng ra cho mấy chiêu rồi học hỏi đi dùng ở đám khác nhé. Cần gì tới hai người tốn tiền. Không, mày quá nói nhiều, có lòm được, lòm được thao nói. Không phải, phải nói nhiều nhưng mà các chú phải hiểu rằng á, khi mà tang lễ người ta đau thương ấy thì mình phải biết biến cái đau thương thành cái hình ảnh, chú hiểu không? Có nghĩa là khi nghe cái lời ca tiếng hát, người ta phải hình dung ra cha ta chết ta đau khổ như thế nào, biết chưa? Chơi đi, chơi đi, nó ồ mệt quá. Chơi tự nhiên bảo tao chơi ai?
vô duyên cái lăn lộn này, bà ta chơi chơi gì. chị đừng giận nó. Dạ tại cái này dạ mày đứng yên tao mới chơi được. Thì chị chơi tôi mới đứng chứ. Trời ơi sao mày cái lộn hoài vậy, hồi bị đuổi vợ nè. Con này tao nổi sải rồi, nổi chân rồi à. Trời ơi nổi sải cái gì, tao nói thiệt với mày á, xong xô này tao cho người đạch mới. Bây giờ xong chưa? Xong rồi, đứng đâu này chơi đi. Cha ơi, cứ mỗi đêm con nhìn qua khe cửa, con cứ hình dung là cha sẽ quay trở về với con. Để rồi sáng hôm sau con giật mình thức giấc, con nhìn qua khung cửa sổ và con thấy mặt trời là mùa xuân xanh thắm, là vầng mặt trời của em thật dịu dàng mà không trôi loa, là vầng mặt trời của em sáng trong ánh trăng đêm rằm, mặt trời là bà đó với con, với con bà là mặt trời mùa xuân em dịu, em dịu. Trời hay quá à. Trời chị, giờ em quyết định là mời chị vô nhóm tụi em, chị làm trưởng nhóm. Đúng rồi đó, đi vô cái mình hợp tác mình làm ăn. Nhưng mà chị làm trưởng nhóm á. Ờ làm trưởng nhóm, nhưng mà thông báo cho chị nghe, nếu mà làm trưởng nhóm chịu khó đột xích lô. Nhóm em ngộ lắm, hễ ai được làm trưởng nhóm là đạp xích lô chở mấy đứa kia. Chú. Mà chị phải nhìn cái tướng ông đột cái xích lô đi mà ông rút còn chừng ni nè. Ờ, chị mà là đạp xích lô chú, tướng chú. Chị đẹp lắm ha. Chú luôn. Có bao giờ trong cuộc đời chú hình dung có một người từ đằng sau phang cái bum vào gáy chú, răng của chú văng ra vỡ hết tivi không? Này, màn hình cỡ này còn vỡ nhá, đừng có nói, tao làm một thằng rồi đấy. Tao xử một thằng kiểu đó đấy. Nghĩ sao đổ đông ấy. Ông là ông, thằng là thằng, nhưng nghĩ sao bảo tao vào cái chỗ thuê khóc mướn đấy này. Tao bỏ tiền ra tao mướn chúng mày, chứ chúng mày ăn nói kiểu gì đấy. Thôi bây giờ như thế này đi. Những cái trò chúng mày tao làm hết rồi, tao không thích lặp lại. Gia đình tao có truyền thống riêng, có cái xì tin riêng nhá. Bây giờ nói chung là như thế này. Khách bước vào nhà cứ đếm 3 bước chân. 1, 2, 3. Một chú rú lên, một chú nằm xuống dãy đành đạch. Thế. Thôi dẹp đi. Làm ăn phải cho tự do người ta chứ, tự nhiên cái có khắp mướn không cũng nằm trong khuôn khổ không chị. Dẹp về cho đâu, mệt quá. Mày về mày đói á, mày về không? Không. Cái lộn hoài à, bực mình ghê vậy đó. Giờ sao làm không? Dạ làm, dạ. Mám nữa. Dạ bây giờ chị cho tụi em biết là người nhà chết là giống đực hay giống cái à. Trung tính. Má ơi. Chết mẹ rồi, có khắp đốm trung tính bao chừng à. Chơi luôn đi, kiếm tiền. Chơi luôn. Ừ, trung tính cứ ba hồi được ba hồi cái vậy đi ha. Ừ, rồi chơi luôn, chơi thôi. Dạ được chị à. À. Nhưng mà em nói chị nghe nha, bây giờ chị A Văn tiền cho tụi em đi. Đúng rồi. Chưa làm nó tiền bạc, chưa tính phạt trễ giờ đấy, còn cái tiền bạc chúng mày làm tốt thì tao sẽ trả tiền chứ. Hợp đồng kinh tế làm ăn phải đưa trước nữa chứ, chơi gì kiểu bức găng hả? Này chú Cao, chú có tin là chú lùn này vỡ một cái tivi còn chú vỡ cả cửa hàng không? Dạ thôi, xin lỗi chị. Thôi giờ vậy nghe, em nói chị nghe. Tụi em làm mỗi một xô á là nửa tiếng thôi, bây giờ là 11 giờ rưỡi phải không? 12 giờ ao. Trời ơi. Chị muốn làm thêm suất nữa thì suất sau tụi em lấy đờ mi đó, vậy đó. Sao đám tang lễ cũng suất này suất nọ là sao? Và tính suất cho trời ơi. Chứ không nguyên cả tiếng đồng hồ cho cháy cả bò. Ừ. Thôi bây giờ làm được không làm được thì thôi, không có A Văn A Vung gì hết. Dẹp trời đi. Chị A Văn hơ cho nước lạnh cũng được. Khóc mà không có đúng nước rồi. Ngay ứng, thời luôn á. Ứng trước cho tụi em hai chai nước cái gì khác quá. Mày chẳng cứ gọi vậy đi, tao đấy bực cả mình. Mày cái tướng này coi như đó mà nó đưa tiền ra, nó đưa chút chút không à. Giờ tôi A Văn cho các chú một chai nước suối nhỏ nghe chưa? Coi như tính 5.000 thôi đấy. Ờ khóc trước. Rồi bắt đầu đi nhá, chuẩn bị đi. Ông khóc trước phải không? Tao khóc cho mày giật đi. Khóc. Chuẩn bị. Vứt mẹ này đi này, để đây làm cái gì đấy? À, dạ. Dạ, chào anh ạ. 1, 2, 3. Ba ơi, sao ba lại bỏ con? Cảm ơn anh ạ. 1, 2, 3. Ba ơi, sao ba lại bỏ con? Chị ơi.
Dạ. Tôi thấy gia đình chị á tang thương quá. Mà tôi nói cho chị nghe nè, bây giờ dù gì bác cũng đã đi rồi, thôi chị đừng buồn nha. Chị nói với hai anh này nè, anh thì ốm mà anh thì lùn mà cứ xỉu vậy tội nghiệp quá. Thôi nha chị. Vâng, cảm ơn anh. Tôi đi nha chị. Vâng, cảm ơn anh. Vâng. Thôi đi về rồi, lên nghỉ mệt chút đi. Quá nè, uống miếng nước đi mệt không? Được nhiêu rồi chị? Mấy nhiêu rồi chị, nhiêu vậy? Trời ơi, sao mở hàng có 10.000 này trời. Trời ơi, thôi thua rồi. Sao các chú khóc lóc cái nào ta cho có 10.000 ấy? Thôi chị ơi, mới mở hòn chừng đó là đỡ lắm, đầu từ từ mới tan lại chứ. Đúng rồi chị, hồi nó mới tới cao trào chị. Cao trào, xuất có nửa tiếng đồng hồ, chờ chừng nào mới cao trào. Lần sau mà giảm tiền xuống rồi các chú biết tay tôi đấy. Khách tới kìa. Dạ, dạ mời anh ạ. 1, 2, 3. Ba ơi, sao ba lại bỏ con? Ba ơi, sao ba lại bỏ con? Cảm ơn anh ạ. Ba ơi, sao ba lại bỏ con? Mới đi có một bước thì ba dỗi ơi. Anh lấy lọc về anh. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Trời ơi, mày làm gì vậy? Nó về đó, không về nó đứng nó rình rình cho mày đập coi chừng 3 lần cho tao chết luôn á. Tao lồm có cho nó chạy cho rồi. Nhiêu chị? Nhiêu mà mừng quá vậy chị? Chị ơi, còn có 7.000 nữa này. À, trời. Trời ơi, khóc lóc cái nào bây giờ, từ 10.000 xuống 7.000 thì chết rồi. Trời ơi, lỗ lã quá các chú ơi, chết tôi rồi. Các chú khóc cái nào mà khóc phải cho nó cuồn cuộn lên từ trong lòng khóc ra. Khóc cái mặt gần lăn xỉu xuống đây mà chơi như đá cục, cái ai mà cho tiền. Tém con gái xương đó mà còn chơi gì đó. Này, này chú Lùn, sao chú tài lanh thế? Ai mượn cho Lộc ấy? Biết trái thằng Long nó mua bao nhiêu tiền không? Dạ nhiêu. Bây giờ còn có 7.000 nó coi chính thức trừ chú 2.000, 5.000 nước xuống là 7.000 nghe chưa? Dạ, dạ. Tí đó tao trừ hết ấy. Trừ ông á, chứ không phải trừ tôi đâu, tôi không trời có bóc tới cây cho. Vô kìa. Này, cố gắng lên nhé. Dạ, chào anh ạ. Dạ anh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ba ơi, sao ba lại bỏ con? Chị ơi, chị nói mấy ảnh đừng khóc nữa chị. Thấy tội nghiệp quá chị ơi. À, anh xá của em cái. Rồi, ba. Ba ơi, sao ba lại bỏ con? Chị ơi, đành rằng là đau buồn á. Dạ. Chị nói mấy ảnh đừng có khóc nữa. À, hay để tôi qua an ủi mấy ảnh nha chị. Ừ, tùy anh. 1, 2, ba rồi sao không cứ rút lên? Ba! Nó làm không rõ. Con ơi sao con lại bỏ ba? Con ơi sao con lại bỏ ba? Con ơi sao con lại bỏ ba? Trời ơi, chú bị điên à? Sao tự dưng lại con ơi không bỏ ba là thế nào? Chứ chị không thấy nó đi lùi lại hả? Hồi nãy nó tiến tới thì là ba ơi ba bỏ con, rồi nó lùi lại phải con ơi con bỏ ba chứ. Đúng rồi, bà coi phim mà cái ta hầu mà bà review trở lại là phải đọc từ đầu tới cuối đầu chứ. Cái phim là chiếu lên nó như vậy mà hãy review lại đi ngược lại không à. Này, tôi thề với các chú này, thề này. Thề độc luôn. Cái đám này mà tôi lời á, tôi đem hai cái đầu này đi xét nghiệm này. Xem ở trong là ốc hay là cái gì. Sao mà rốt nát thế chứ lị. Ê trời, vô đồng quá trời, vô đồng quá trời. Thôi vô đồng là ông xỉu đi, tôi khác tao. Xỉu á, tao xỉu á. Vâng, mời anh ạ. Ba ơi, sao ba lại bỏ con à? 1, 2, 3. Ba ơi, sao ba lại bỏ con? 1, 2, 3. Ba ơi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gào thét lên. 1, 2, 3. Đau thương lên. Trời ơi. Đau thương lên. Ba ơi, sao ba bỏ con? Đau thương lên, gào thét lên. Cảm ơn. Trời ơi, mày quá trời ơi. Trời. Khóc lóc nào bây giờ, bao thơ mỗi bao còn có 1.000 đồng cái này. Trời ơi, làm ăn này chết rồi này, thằng cuối cùng đấy này. Đưa nguyên bó nhang này thành kính phân yêu này, thấy gớm này này. Này, này, đem về mà. Trời ơi, chắc trời chết ơi, trời. Tôi nói thiệt cái chị, nó đi bó nhon còn đỡ, nó đi cái hòn thành kính phân yêu nữa không là chết luôn à. Chị ơi chị. Lỗ lá quá rồi chị. Khách vô kìa. Khách vô chị ơi. Khách gì giỏi lắm, được 2.000 tôi ghét không thèm tiếp. Cho thôi. Chết mẹ nó đi kiểu này, biết đường đâu đếm không ạ. Xí. Anh ấy, anh làm ơn đi rõ giùm em được không? Để anh đi về em đếm không được. Sao tôi không hiểu vậy? Thôi muốn làm gì đó làm đi. Thôi tôi chết thôi. Giờ sao? Dễ thôi, hắn đi kiểu này phải không? Đi một cái thì kéo tới thì cứ bước rưỡi tính thành ba.
Đi là hơi bước đầu, cứ bước rưỡi tính thành ba bước, nhăn đầu lên rồi thôi. Rồi, 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 anh cứ đi thoải mái anh. Bước rưỡi, ba ơi, sao ba lại bỏ con? Ba ơi. Em. Ba. Giải lao, giải lao, giải lao. Giải, giải lao, giải lao, giải lao. Giải lao càng nghỉ anh. Anh, sao, anh bị sao thế? Anh hả? Anh nghe nhà em có chuyện đó rồi anh gấp quá cái anh chạy tới đây cái anh bị tai nạn à. Không có sao đâu em, nó hơi đau chút à. Em đây anh cầm cho em cho nè. Vâng. Anh biết chuyện nhà em hả? Ủa mà nhà là ai mất thế em? Cho chạy rồi. Ủa nó nói cái gì vậy em? Dạ dạ tía mất rồi anh. Dạ hả là... Có nghĩa là bố mất rồi đấy anh ạ. Cho tía bố. Ủa ba chị em sao ở ba khu vực khác nhau à? À, dạ thưa anh ơi, anh đừng có để tâm đâu, nó cũng là cái xe đần của gia đình em. Coi như mẹ em sanh mỗi đứa một vùng đâm nó nhiễm vào. Em à, bữa nay anh qua đây là cái anh muốn lo cái hậu sự cho bố thôi. Đây nè em gửi em. Ủa anh đưa tiền hả? À, tiền nó cứ. Thưa bố ơi, anh ấy đưa tiền cho bố này bố ơi. Anh ấy bao nhiêu để báo bố luôn? 5 triệu á cơ. Ôi trời ơi bố ơi, thế 5 triệu anh ấy đưa cho bố chắc bằng đô la nên phong bì hơi mỏng đó bố ơi. 5 triệu. Anh giờ rồi chị ơi. Hết giờ rồi, hết giờ chị. Chị lấy tiền đâu? Tụi em lấy tiền hết giờ rồi, nửa tiếng rồi. Chị mắc cười vậy, xe em cái gì? Giờ biết sao tụi em lại đây khóc mướn cho chị thôi. Tới giờ chị không chịu trả cái gì vậy trời. Chứ mày cho cái anh ơi, ở chờ nghe tụi em về, tại giờ hết show rồi phải về thôi. Hết show rồi. Trời ơi, biết chuyện này chỉ kỳ ghê nha. Sao em? Mà chỉ khó khăn dễ sợ luôn, giờ ta làm xong show chỉ về. Anh ơi nè, cọt visit của em nè anh. Đây là cái cọt visit của em nha. Anh có cái đốm moa moa cần khát bất cứ kiểu chi, bất cứ nước chi mời em hát khát hết trơn á. Nam nữ già trẻ chơi châu rố trung tính còn chơi được nè, thấy không? Dạ. Ủa, có chị giới thiệu em nghe. Ủa cái này làm sao tôi không hiểu gì hết trơn vậy nè. Mà mấy chú nè, vậy là ai chết? Em mà biết ai chết cái em chết liền á. Trời đất ơi. Tụi em đi khóc mướn thôi. Khóc mướn thôi hả? À. Bà mướn tới khóc mà. Em nè, em nói cho anh biết có ai chết. Chó chết đây ạ. À. Sao em nói anh là chó? Không, em không nói anh là chó. Anh ơi, anh nhớ cái con Lulu chó đực của em mà em đi thiến rồi đấy. Cái con... Nó bị sưng phổi, nó từ chân rồi. Trời ơi, vậy nãy giờ tụi mình khóc chó đó hả? Ông khóc nhiều hơn tôi luôn á. Bà này bá ác rồi. Trời ơi, em dựng cái chuyện này lên chi nữa. Mà công nhận mấy ông này hay thiệt nha. Con chó chết mà khóc hay thiệt luôn nha. Ông cũng hay á. Hay gì? Sao ông không vô ông coi thử cái nắp đám kiến ngát cái bộ nó sủa lên tôi khóc vậy ông? Chó chết rồi sủa. Nó sủa thì nó đâu có chết mày, vô duyên quá. Em nói cho anh nghe coi, em dựng cái vụ đám ma nữa là làm cái gì? Kiếm lời. Bên kia nó lời quá, làm giàu nhanh quá, em tổ chức chơi thôi. Trời ơi, anh không ngờ. Xin lỗi. Ơi anh mà em cũng gạt được hả? Thôi được rồi. Em tự lo cho bản thân em đi. Đừng có kiếm tôi nữa nha. Chị ơi, ổng đi rồi. Chị, ổng đi rồi, thôi đừng khóc nữa, bởi giả bộ chi mạch. Anh ơi. Sao anh nỡ bỏ em, anh đi anh ơi. Anh ơi. Em hứa em sửa chữa mà anh ơi. Mà đi rồi mà. Anh ơi. Đừng bỏ. Chị ơi. Tụi em mệt quá chị ơi. Anh ơi. Chị ơi. Anh ơi. Chị ơi, tại vô đông quá trời kìa chị ơi. Trời ơi.